Dương mình là lớp 7A9 và hiện tại mình đang học ở trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đang là mùa mưa. Thế các bạn đã biết mùa mưa là mùa của những con muỗi. Vì vậy hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm cách để làm ra một món đồ bắt muỗi để có thể tránh gây thiệt hại cho các gia đình cũng như các hộ dân. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một chai nước khoảng 1,5 lít. Ở nhà các bạn có những chai nhỏ cũng được, không sao hết. 200ml nước ấm, một miếng sữa đặc, 60g bột baking soda. Và mình thì mình dùng giấy báo cũ để bao chai nước lại vì muỗi là một loài thích bóng tối. Vì vậy nên mình sẽ sơn màu đen lên. Như mình cũng đã nói ở trên thì sau khi mà mình đã chuẩn bị cái chai xong thì mình sẽ cắt hai cái chai ra làm hai phần, là một phần trên và một phần dưới. Thì sau đó mình sẽ trộn nước và sữa lại với nhau nha. Đây là mình đã trộn xong dung dịch rồi, bây giờ mình sẽ bỏ một muỗng baking soda vào nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ không khuấy lên và mình sẽ đổ dung dịch này vào chai. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái nắp này và lên đây nha. Sau đó thì mình sẽ cắt băng keo để mình dán giấy xung quanh cái chai nước để có thể làm một môi trường đen cho muỗi có thể dễ dụ muỗi vào nha. Bây giờ thì mình sẽ tô lên chai nha các bạn.